Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nhá. Hai vợ chồng anh chị có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là hai vợ chồng anh chị tên là gì và đến từ đâu? Chị Bao hả? Dạ, còn anh trai? Tên Minh, Ngô Văn Minh ở Bạc Liêu. Hai anh chị hôm nay về đây nhờ anh em giúp đỡ gì đây? Tìm con. Nhà đi tìm con, nhà mấy anh nó lại giúp đỡ vô. Tìm con ha. Con gái anh chị tên là gì? Ngô Thị Bích Mai, năm nay nó 11 tuổi. Ngô Thị Bích Mai? Dạ. 11 tuổi hả chị? Đang học lớp 5. Trời đất ơi, sao con anh chị bỏ đi? Nghe là bạn bè nó rủ nó đi. Đi lâu chưa chị? Đi vào chiều thứ bảy, lúc 3 giờ 20. 3 giờ 20, nhà mẹ 3 giờ 20 làm thứ bảy luôn. Thứ bảy tuần vừa rồi hả? Dạ, đúng rồi. Vậy ngày mai là thứ bảy là đúng một tuần hả? Dạ. Cái sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Báo rồi đúng không ạ? Dạ. Chị có thể chia sẻ cụ thể lý do gì mà con gái nhà mình bỏ đi? Ở nhà có dắt chưa anh hai nó về. Ở nhà tôi mới nói là con ở nhà cửa anh không dọn dẹp gì hết trơn á. Con không học mà con ở nhà con không dọn dẹp nhà cửa. Mẹ đi mằng tới tối mẹ mới về. 7 giờ tối mẹ mới về. Mà mẹ phải làm đồ ăn rồi còn giặt quần áo rồi còn dọn dẹp nhà nữa. Rồi cái trưa anh nó về 2 giờ anh nó đi làm về. Thì anh nó mới kêu tôi nha, mẹ ơi kêu mai nó lau trên gác cho con. Mấy bữa rồi dơ rồi. Thì tôi mới nói á, mày leo lên gác á, mày lau mày quét sạch sẽ cho tao. Rồi xong á, chiều mày rửa cái sàn chén đó, cái nóng chén đó mày rửa cho tao. Yeah. Tao đi làm mà mày bắt tao rửa hoài. Tôi nói vậy đó. Rồi mày làm xong mà chiều mày chặt cái cây để sẵn cho tao. Mà trong khi đó là 3 giờ tôi mới đi, mà mới 1 giờ mấy là tôi nói rồi. Chứ tôi đánh thì tôi đánh từ lâu rồi, tôi để tới tối đi về làm gì. Tôi thời gian đó mà nó đi về tôi đánh nó nữa. Dạ. Nó hù dọa nó thôi. Mà tới chiều cái cậu nó mới về, 5 giờ mấy cậu nó đi bằng về. Cậu nó mới kêu là mở nó điện cho tôi hỏi chế ơi, con này nó đi đâu rồi. Cái tôi mới nói đi chế đâu con biết đâu, nó điện nó nói chế ơi con mày nó để tờ giấy lại chế có kêu nó đi đâu không. Tôi nói không, tôi đi chế đâu có kêu nó đi đâu. Nó chế ơi nó để tờ giấy cho chế, nó dán cho bộ khá. Nó nói mẹ ơi con đi đây. Tức là khi con gái đi thì con gái có viết lại một tờ giấy, viết tờ giấy nhỏ dán vào cái ổ khóa hả? Ổ khóa. Nói sao? Nó nói mẹ ơi con đi đây, con để ổ khóa trong cái chậu, cái chậu bông, trong cái cây bông, cứ nghe mẹ. Có viết gì nữa không ạ? Thứ bảy tuần vừa rồi là vào ngày mùng 2 tháng 3. Hôm nay là ngày mùng 8 rồi, đã được 6 ngày rồi đấy. Trước cái ngày mùng 2 đó thì anh chị có la dày hoặc đánh đập gì bé không? Không có đánh. Không có la dày gì ha? Có chỉ tôi nói gì thôi. Thưa thượng, vậy là con gái mình học hết lớp 5 là nghỉ học? Dạ, nó đang học lớp 5. Đang học hả? Còn 2 tháng là nó nghỉ hè. Lý do gì sao? Con gái nhà mình nghỉ học? Tại vì nó chán. Chán học á hả? Dạ, rồi cô giáo đầu kêu nó đi học, nó chán nó không đi học. Rồi tôi mới nói thôi, nếu mà con đi học thì mẹ với con đi xin việc làm. Thì tôi thì không biết chữ, nó biết chữ. Rồi cái tôi mới nói là con dắt mẹ đi xin việc làm. Thì dắt đi xin không có việc làm, tôi mới về. Tôi nói không lẽ giờ đi lấy giấy số bán mà thấy nó còn nhỏ rồi chú nghĩ đi, nó đi bán giấy số sao nó lừa nổi. 11 tuổi mà ai nhận làm đâu. Không, nó dắt tôi đi xin việc làm. À. Rồi cái kiểu như nó biết chữ, nó đọc. Rồi cái xong cái tôi mới nói là giờ kiếm không được việc làm, hai mẹ con mình lấy giấy số bán. Tôi về tôi nằm suy nghĩ, nếu được bán giấy số nó không lội nổi. Nó còn nít mà, nó hồi nào giờ nó đâu có từng đi bộ đâu. Rồi xong tôi mới về tôi nằm ở nhà. Cái tôi mới nói thôi không lẽ giờ đi lấy 100 tờ giấy số bán, nằm suy nghĩ hoài, nếu mình đi bán thì cũng tội cho con. Rồi ở nhà cái cậu nó mới đi xin việc cho tôi làm 1 tháng 3 triệu 6. Đi lặt rau cho người ta, rồi tối 7-8 giờ về. Dạ. Chị đưa em mượn tấm hình nào. Chị cầm hoài mỏi tay lắm. Rồi chị chia sẻ tiếp đi. Rồi cái tôi mới nói là thôi giờ mẹ đi làm con ở nhà. Rồi có nhiều đó là tôi hâm nó thôi. Tôi đánh hâm sao? Tôi đánh hồi sớm mình về rồi. Mình hâm sao? Tôi nói là mày không dọn dẹp nhà cửa, mày chặt cây đi để tối vậy tao quánh mày. Tôi nói vậy đó mà. Nếu mà tôi đánh thì hồi lúc trong khi nó 1 giờ mấy 2 giờ tôi đánh nó, chứ tôi đội chi mà tới 7-8 giờ tôi về tôi đánh nó.
Vậy là mình ở hiện tại thì quê hương mình ở Bạc Liêu. Dạ. Và mình đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chị được mấy người con? Có hai à. Bé này là bé út. Dạ, còn anh đầu là lớn chưa? Đầu lớn, anh Lộc hai mấy tuổi. Anh Đầu có gia đình chưa? Chưa. Là trên ở trên quận 12 là gia đình nhà mình bốn thành viên mình ở chung với nhau hết hay sao? Dạ, đúng rồi chứ, ở chung hết trơn á, chung một nhà. Còn ông xã chị là làm công việc gì? Làm công ty nội thất xưởng gỗ. Ừ. Trước tôi cũng làm xưởng gỗ với ông nữa. Trong cái thời gian mà con gái mình bỏ đi á, thì trước đó thì con gái nhà mình có sử dụng điện thoại không? Dạ có, nó đi nó cũng có lấy theo nữa chứ. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Tôi không gần, tôi không có kiểm soát con điện thoại, kiểu như tôi không biết chữ, tôi biết chữ ha. Dạ, có bao giờ mình nghe con nhà mình gọi điện nói chuyện với ai không? Có hợp Tết đó, nó đi về quê, nó điện thoại, không biết ai gọi cho nó. Và cái nó không có nói chuyện trong nhà, nó ra ngoài sân, nó tắt máy mà nó ra ngoài sân, cha nó mới la. Rồi nó nói là bạn học, rồi tôi thấy vậy thôi bạn học. Mà lúc mà về đây nè, cha nó kêu tôi là lấy điện thoại lên không cho nó xài. Mà tôi thấy điện thoại nó bể cái mặt hết rồi, thì thôi kệ để cho con nó xài, xài đi. Tôi không có lấy lại, ông kêu là lấy lại cắt lên, không có cho nó xài. Mà tôi không ngờ mà nó đi. Lần này đi là con mang theo những thứ gì đi chị? Một đôi bông với một chiếc nhẫn với một cái điện thoại à. Đôi bông là bông tai ha? Dạ đúng rồi. Chiếc nhẫn là nhẫn to không? Mấy 2 triệu à. Điện thoại. Dạ đúng rồi. Vậy trong quá trình là từ ngày mùng 2 tới hôm nay là mình có gọi điện được cho con không? Có ngày thứ bảy, chiều thứ bảy thì đổ chuông, chủ nhật cũng mấy anh nó đồ đi kiếm quá trời đó cũng đổ điện đổ chuông mà nó không bắt máy. Không nghe máy hả? Dạ. Khu vực gần nhà mình có camera không? Dạ có. Mình có check camera mình xem chưa? Có chắc rồi. Có vị trí của kêu không nó đưa cái ấy. Thôi anh cứ ngồi đấy đi, xíu nữa em sẽ xem. Bây giờ em hỏi này là mình có thấy con gái nhà mình leo lên xe người lạ đi không? Hoặc có ai đến đón quay, đi không? Quay đó là không, cái đường đi trong nhà đi ra thì nó không có leo đó. Nó leo là leo người ta thấy nó leo những khúc đầu cầu á. Là leo lên xe ai? Leo lên xe của mấy người bạn đó. Bạn? Bạn lớn tuổi rồi. Cạn mấy đứa nó là cỡ 15, 16 tuổi không mà. Bạn đó là đã từng đến nhà mình chưa? Chưa. Mình chưa biết luôn đúng không? Dạ không biết luôn. Vậy là bạn đấy có khả năng là con gái quen trên mạng hả? Gái trai có đầy đủ hết. Là người ta nói là cái đứa đó là đi ban đêm đi lượm dây chai. Ồ, đi lượm dây chai toàn là ban đêm mừng hơn. Chứ sáng giờ người ta nó ngủ hết rồi. Người ta vừa nói nay vừa lượm dây chai vừa ăn cắp. Đi ăn cắp đồ. Ô tết rồi sao? Con cũng đi vào đường đó, người ta bắt được, người ta quấn nó. Ô sao con gái nhà mình biết những người bạn đấy mà quen? Tại cũng phải dễ nhà trọ ở mấy bên kia. Ồ, vậy là thường thường em hỏi này, là thường thường anh chị đi làm là con gái ở nhà của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Con mà, gái. Mà tôi quan sát lắm, ở nhà hồi trước mà ở chung với nhau á là tôi không có cho nó đi chơi đâu. Nó chỉ đi học, sáng cha nó đưa đi học, trưa là cha nó rước về. Ở nhà là quan sát không bao giờ cho đi chơi. Ban đêm mà chơi qua nhà vòng vòng dãy nhà trọ với mợ nó thôi là tầm 9 giờ là tôi bắt ngủ à. Mà tới lúc mà ngày tôi đi về cỡ người ta nói là cỡ nửa tháng á. Dạ. Là nó sẽ tập tụ chơi với mấy người đó. Con gái nhà mình ha? Dạ, đúng tôi rồi. Về được nửa tháng là nó là chị về quê hay sao? Dạ đúng rồi. Là ông xã lúc đó về quê hả? Về quê dạ, luôn hai vợ chồng. Thất nghiệp cho nó ở với anh hai đó, với mợ với cậu nó. Người cậu đó với anh hai nó đi làm. Tức là ở trên quận 12 mình vẫn có bà con. Dạ. Ở đó là ở chung giải trọ hay như nào? Dạ đúng rồi. Ở chung nhà trọ. Vậy là từ lúc anh chị là về quê thì con gái nhà mình trên đây là bắt đầu là tiếp xúc. Dạ. Cũng như là chơi bời với nhóm bạn đấy hả? Dạ đúng rồi. Nhóm bạn đấy mình có biết được ở đâu cụ thể không? Bây giờ là nghe nói ở bên chợ chợ cầu đường á. Mình có tới tới phòng trọ đây chưa? Tới có, nhà đây chưa? Rồi người ta chỉ người ta đó, người ta thấy người ta chỉ nhưng mà đi lại đó là người ta ông bà của con bé nói là không có lợi, họ chối. Đúng rồi, sao mà họ nói được? Rồi đi lại bên người ta đó hai khả năng là từ bữa mà mấy cậu nó với mấy anh nó đi lại chợ đường quằng lại nhà trọ đó quằng, người ta nói bây giờ có thể là họ chuyển con nhỏ đi qua bên Gò Vấp bên bản đó. Vậy là có thể tới giờ phút này là con gái nhà mình sẽ gặp những cái điều không hay rồi. Dạ. Đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình lên đây trễ dữ hả? Tại vì không biết người đi báo công an đồ có đợi hoài á, rồi xong người ta mới chỉ, người ta mới cho số. Vậy là các anh các chú các bác công an là lên đường đi tìm kiếm rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy là tới giờ phút này thì mình rất sợ rằng cái tình trạng của con nhà mình sẽ gặp điều không hay. Dạ đúng rồi. Tại và trong suốt nhỏ đi. Trong suốt quá trình cái thời gian vừa qua là mình cũng đi tìm kiếm khắp nơi rồi ha. Đi tới anh nó đi khi 2 giờ kia luôn.
anh nó đi làm, cậu nó rồi dượng nó rồi mấy anh nó. Mấy anh em nó đi tìm nó. Tìm nó không thấy. Bé nhà mình là cao 1 mét mấy chị? 1m54. Nặng, nặng nhiêu ký? 54 hay 45 chị? 45 ký. Nó 31 ký. 31 ký. Ủa cái gì mà có 31 ký hả? Dạ. 31 mấy ký kìa. 31 ký. Ốm nhắt dữ hả? Dạ. Nó có 31 ký à. 31 ký là rất ốm nha. Dạ. Theo như chị, con nhà mình có ngoan không? Nó thì nó ngoan lắm mà không hiểu nổi. Tức là bản thân chị hay la dạy bé lắm đúng không? Dạ đúng rồi, tôi với gì chứ đi chơi là tôi nghiêm khắc lắm, tôi không có cho đi chơi đâu. Chị có thể là chị rất khắt khe với con và hay la con, hay nạt nộ con đúng không? Có thể rằng là trai gái vậy tôi nghiêm khắc lắm. Ba có hay la con không? Cha nó ít lắm, có tôi là la nhiều. Nhìn thấy anh quá trời hiền kìa. Tôi nghiêm khắc. Nhưng mà chị có nghĩ rằng chính vì cái sự mà la dạy của chị liên tục nên mà bé nó dồn nén nhiều ngày rồi bé nó thêm cái sự cám dỗ của bạn bè nên quyết định bé bỏ đi không? Mình có nghĩ điều đó không? Tôi cũng suy nghĩ là cái nước vậy. Giờ đến giờ tôi mà la. Nếu bây giờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là bà con cô bác trên cộng đồng mạng tìm được con gái mình về, mình có la con vậy nữa không? Không la. Không la nữa ha. Mình đôi khi là cha mẹ nào cũng thương con hết á. Nhưng mà mình la quá mà cứ la nhiều ngày như vậy thì con á, cái cảm giác nó sẽ bị tổn thương, nó dồn nén nhiều ngày á chị. Dạ. Đúng anh? Dạ, đúng rồi. Thì có thể là con sẽ suy nghĩ rằng là đôi khi con suy nghĩ rằng hay là mẹ không thương mình mà mẹ cứ la mình hoài, hay là mẹ ghét bỏ mình, mẹ thương anh hai chẳng hạn vậy. Bé sẽ suy nghĩ như vậy á. Bởi vì bé tuổi còn nhỏ, 11 tuổi mà. Dạ, tôi thương nó nhiều nhất á. Em hiểu. Những người lớn thì sẽ hiểu rằng là mẹ rất thương con, nhưng mà đôi khi là bé nó nhỏ ấy, bé cứ bảo là hay là mẹ không thương mình, mẹ thương anh hai mà mẹ cứ la cứ chửi mắng mình hoài, rồi bé bị tác động ở những người bạn của bé nữa nên bé quyết định bỏ đi. Trước giờ là bé chưa từng bỏ đi bao giờ đúng không chị? Không có đời nào bé đi với toàn nó ngoan, nó nói là nó đi nhà cha mẹ la nó lòng tin nó bây giờ khổ bạn ha. Xuống dục theo vào con đường nó, mình bây giờ nhờ mấy anh mấy chị mấy anh đi với đi tìm giùm bé nha. Trên cái video này anh là một người cha. Tới giờ phút này thì bản thân anh em hiểu rằng là anh đang sụp đổ hoàn toàn. Anh có điều nào anh muốn tâm sự với con gái của anh, hy vọng con gái của anh xem được để sớm quay trở về. Anh nói với con anh đi. Giờ cha muốn con về để làm ăn nhưng chứ bây giờ cha lỡ lầm ai cũng lỡ lầm, nhưng mà bây giờ cha muốn con về với ở với mẹ cha đừng sau này con học ăn học là thành tài để đi theo những mấy người đó không được, không có nên xong. Dạ, cha chỉ nhờ con về với gia đình, với anh hai, với chị, với mẹ cha thôi. Giờ cha không có muốn cần ăn ngủ gì nữa, không có muốn cần cái gì nữa. Chú cầu cho con về đây đó chị. Cha với mẹ luôn luôn nào cũng nhớ thương con, cũng lo lắng cho con đi tìm từng ly từng khúc, thậm chí mà cha với mẹ không ăn cơm luôn. Giờ chứ cha chỉ mong anh con về thôi. Anh nó bỏ cơm, anh không ăn. Mẹ nào, mẹ tâm sự với con đây nào, nói để cho con hiểu nào. Mày ơi, con về đi, tôi nghĩ là con rồi. Anh hai đi kiếp con, anh hai đi bỏ cơm, bỏ nước luôn á con. Con có thương anh hai đi, mẹ đi cha gì con. Mẹ nhớ con không? Nhớ, tối ngủ không được. Tại vì quay rồi ngủ tối nào cũng đắp mền cho nó. Rồi cũng quay qua quay lại không thấy con. Tôi ngủ không được đó chú ơi. Đêm nào tôi cũng khóc, tôi không ngủ được. Từ bữa con đi tới giờ, từ bữa con đi tới giờ là ngày nào chị cũng khóc đúng không ạ? Khóc mà tôi không ăn được luôn chú. Đi tìm con khắp nơi khắp chốn mà không thấy con đâu. Chị bây giờ chị hãy tâm sự cái điều tình cảm nhất với con, hy vọng con gái của chị sẽ cảm nhận được cái tình mẹ rất là rộng lớn để mà sớm quay trở về. Chị nói chuyện với con chị đi. Mai ơi, về đi con, mẹ không có la con nữa đâu, con về. Con đi mẹ bỏ hết, mẹ không có la, mẹ không nói gì con hết trơn, con về đi Mai. Hy vọng rằng là con gái của anh chị hoặc là nhóm bạn mà con gái anh chị đang đi cùng xem được video này để báo tin cho con gái của anh chị sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình nhà mình. Và em hy vọng rằng khi con gái nhà mình về thì chị cũng đừng la dạy gì bé nhiều,
Bởi vì cái tuổi của bé tuổi nhỏ lắm, mình la dây mình nhồi nhét nhiều thứ nhiều ngày vào đầu của bé, bé đó dễ bị kích động lắm nhá. Và hy vọng rằng là con gái xem được video này thì con gái hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với lại ba mẹ cũng như anh hai và gia đình. Bởi vì tuổi đời của con rất nhỏ, 11 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, chưa từng va chạm bên ngoài. Và đặc biệt tới giờ phút này thì ba mẹ đang sợ rằng là có thể là con đi theo những người bạn không tốt, hoặc là những người bạn đó sẽ có ý đồ, ý định không tốt với con, thậm chí là có thể là vì lợi ích cá nhân mà có thể là gây ra những cái hậu quả nặng nề với con. Thì chú hy vọng rằng là con gái ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu cái trường hợp tới giờ phút này mà con bị đối tượng hoặc là những ai đó khống chế không cho con về, thì con hãy bình tĩnh, con gọi về số của các chú các bác công an là 113 và số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913785858 để các chú các bác có cách có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái nhá. Còn những đối tượng nào hoặc là những ai đó mà đang giữ bé, thậm chí là đã và đang có ý định xấu với bé, thì hãy nhanh đưa bé quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không đưa bé về, hoặc là ép buộc bé làm những công việc vi phạm pháp luật nhạy cảm, thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Có thể rằng là sẽ chịu một cái mức án rất là cao, bởi vì năm nay bé mới 11 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nên hy vọng rằng là những ai đó, những đối tượng nào mà đang giữ bé, nếu không muốn dính vào vòng lao lý và không muốn dính tới pháp luật, thì hãy thả bé về. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, sau cái video này thì anh em sẽ quyết tâm là lên đường, cũng như là nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng chúng ta góp sức cùng với anh em để lên đường đi tìm kiếm tin tức thông tin về con gái nhà mình. Nên anh chị cứ yên tâm, mình cho cơ hội mấy ngày, cho cơ hội mấy ngày. Nếu ngày nay và ngày mai mà những người sĩ đó mà đưa con gái nhà mình về, thì mình có bỏ qua không? Bỏ qua tất cả. Còn nếu mà sau ngày hôm nay và ngày mai mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được, thì gia đình nhà mình không bỏ qua nha. Không bỏ qua, chỉ ngày hôm nay và ngày mai thôi nha. Nếu mà chiều nay mà những đối tượng xấu đó mà đưa con gái nhà mình về, thì mình bỏ qua tất cả. Ha? Bởi vì nếu biết sai, biết quay đầu là bờ thì bỏ qua. Bỏ qua với trường hợp là chưa gây ra cái hậu quả gì nặng nề với con gái nhà mình nhá. Còn nếu đã gây hậu quả nặng nề với con gái nhà mình thì để chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Đúng không ạ? Anh chị có điều nào muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng chúng ta góp sức để giúp đỡ gia đình nhà mình không? Cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ về con gái giúp. Mình không cần xin những người đó, bởi vì những người đó đang là những người vi phạm pháp luật rồi. Đưa con nhà mình đi, đặc biệt con nhà mình nhỏ tuổi. Bây giờ mình cho họ cơ hội thôi. Nếu ngày nay, trong ngày hôm nay và ngày mai mà đưa về mình bỏ qua, còn không đưa về thì chắc chắn là cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Nhưng mà em mong rằng là khi con về, mình phải có cách giáo dục con lại nhé. Đâu phải la mắng là con sợ đâu. Rất nhiều trường hợp về đây ba mẹ la mắng con, chính vì cái la mắng đó mà con tổn thương con rất nhiều ngày, nên con dẫn tới bỏ đi. Bởi vì các lớp trẻ bây giờ nó đã suy nghĩ được sâu được nhiều đâu nha. Chị có điều nào qua cái sự việc của chị có điều nào muốn nhắn gửi tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ không? Có. Chị nói đi. Mấy người làm cha làm mẹ như tôi đừng có dạy la con nữa. Nhìn con thôi, con nó còn nhỏ, nên đến giờ cũng được tội lỗi. Sai rồi ha, giờ mình biết sai rồi ha. Dạ. Khổ lắm, bây giờ càng ngày các con các cái sao đâu. Hy vọng đây cũng là cái câu chuyện, cái sự việc, cái tình huống để mà tất cả các bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt rằng là trong cách mà mình giáo dục con thì mình phải nên xem xét lại. Dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không được gây tổn thương cho con. La mắng nhiều ngày có thể lại tích tụ lại trong đầu bé, suy nghĩ những cái tiêu cực. Nên rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ, khi mà mình nóng giận cỡ nào nóng giận, thì mình cố kìm nén lại để mình có một cái cách, cái hướng để dạy con được tốt đẹp hơn. Hôm nay anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình, và đặc biệt rằng là lên đường đi tìm kiếm con gái nhà mình. Thì anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Đồng ý ha. Cuối video này em không biết nói gì hơn, thì chúc cho vợ chồng anh chị nhiều sức khỏe, và điều đặc biệt là con gái anh chị sẽ quay trở về trong nay mai.
nhá. Mình cố gắng bình tĩnh nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đưa bé quay trở về một cách an toàn và bình an nhất. Em không biết nói gì hơn thì em thay mặt đội hiệp sĩ người Thanh Hải, thay mặt anh chị gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi và cùng chúng ta góp sức với đội hiệp sĩ người Thanh Hải để giúp người giúp đời nhiều hơn. Em xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.